Xin chào mọi người, em là Huy và năm nay em 18 tuổi. Em đã bị mụn được 4 tháng rồi. Da liễu thẩm mỹ Thiên Trường là nơi đầu tiên em đến để điều trị. Giờ quá trình điều trị mụn trứng cá ở phòng khám bao gồm 4 công đoạn. Đấy là khu tắc nghẽn, lấy nhân mụn, sử dụng laser cao cấp và được đắp mặt nạ. Ngoài ra thì còn sử dụng cả thuốc uống thuốc bôi. Em đã điều trị được 2 buổi và hiện tại tình trạng mụn của em nó đã đỡ lên rất là nhiều và nó đỡ được khoảng 50% rồi. Giờ bác sĩ thì rất là nhiệt tình, chỉ bảo em các bước để không bị lên mụn nữa và các chị nhân viên thì rất là nhẹ nhàng tình cảm. Giờ theo phỏng đoán của em thì khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa là em có thể phục hồi hoàn toàn được. Em rất cảm ơn các bác sĩ và các chị nhân viên ở đây đã giúp đỡ em có được một làn da đẹp hơn.